Hai, chào anh chị, lại là em Hoàng Phúc đây. Thì hôm nay em xin giới thiệu với anh chị một mẫu xe vừa về bên em, Ford Ranger thế hệ 2022 nha anh chị. Ngoại thất thì mang nước sơn màu đỏ, một trong những màu cực kỳ là đẹp mắt trong cuộc sống nha anh chị. Thì xe này odo chính xác là 30.000 km. Hiện tại là một đời chủ, xe chính hãng bên em. Xe này lên đồ chơi cũng khá là nhiều nha anh chị. Thì sau đây em mời anh chị mình đi xung quanh xe cũng như là tham quan với em coi một phòng xe mình chỉ được trang bị. Mời anh chị mình theo em. Đó, nước sơn rất là liền lạc luôn anh chị. Màu đỏ. Đây, một trong những đồ chơi cực kỳ hiếm, Thanh Hammer nha anh chị. Sẵn lót thùng luôn ạ. À. Chắn bùn. Cảm biến trước sau. Đó, cực kỳ hiện đại luôn anh chị. Lên sẵn ốp đèn luôn ạ. À. Nước sơn khá liền lạc. Và đây là khoang nội thất nè anh chị. Đó, tất cả đều bọc da. Hàng ghế khá là đẹp. Có sẵn lót sàn luôn. Cũng như là bọc cần sẵn cho anh chị luôn nha. Đó, cực kỳ là hiện đại. Đây, khoang lái nè anh chị. Caramel sắt vô ha. Đó, rất là liền lạc luôn ạ. À. Khá là liền lạc. Lên sẵn cho anh chị là đầy nổ từ đen top luôn nha anh chị. Nó đầy nổ trên top luôn ạ. Mâm xe đây ạ. À. Khá là liền lạc. Đó. Không một vết trầy luôn ạ. À. Xe này hiện tại bên em đang chào bán á, với giá là chỉ hơn 500 thôi. Thì anh chị mình á, nếu mà đang thích dòng này, đang tham khảo, thì mời anh chị mình đến ngay showroom xe ô tô qua sử dụng tại Tây Ninh Ford, gặp ngay Hoàng Phúc để tiếp thêm chi tiết về xe cũng như là chương trình ưu đãi mà em Phúc dành cho quý khách hàng nha. Thì xe này á, tụi em cam kết cho anh chị luôn là cam kết không đâm đụng, không ngập nước, cũng như là đã kiểm tra qua 167 chi tiết của Ford. Và hiện tại bên em có nhận thu cũ đổi mới luôn anh chị. Xe này cũng đang còn chính sách trả góp, tụi em hỗ trợ anh chị 60% cái trị xe nha. Lãi suất cực kỳ tốt. Anh chị mình có thể liên hệ ngay với Hoàng Phúc hoặc đến ngay địa chỉ Tây Ninh Ford để có thể xem xe trực tiếp nha. Cảm ơn anh chị đã xem video. Hẹn gặp lại trong những clip sau.